Theo Marca, sau hơn một tháng vắng mặt, Eden Hazard vẫn chưa hẹn ngày trở lại khi tái phát chấn thương trong quá trình hồi phục. Cầu thủ người Bỉ cảm thấy đau ở khối cơ mà anh đang điều trị, nên suốt tuần qua chỉ dám tập nhẹ, chứ chưa thể thực hiện các bài tập thông thường. Phía Real Madrid vì thế rất lo lắng và chán nản. Trước đó, thời gian dự kiến mà Hazard cần để hồi phục rơi vào khoảng 4-6 tuần. Dù vậy, với tình hình hiện tại, Los Blancos không thể vội vàng. Phía Real Madrid vẫn hy vọng, trong trường hợp khả quan nhất, thì ngôi sao này có thể tái xuất ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Atalanta sau đây gần 2 tuần. Theo Sport, huấn luyện viên Ronald Koeman rất hài lòng với thái độ, phong độ và sự trưởng thành thần tốc của Ulises Moriba. Vì thế, ông cùng với ban kỹ thuật Barcelona đã quyết định đưa viên ngọc quý này lên đội 1 kể từ mùa 2021-2022. Không chỉ đưa Ulises Moriba lên đội 1, Barcelona còn định gia hạn hợp đồng và tăng lương cho tiền vệ đầy triển vọng này. Hiện tại, hợp đồng của Moriba có thời hạn đến tháng 6 năm 2022 với điều khoản giải phóng 100 triệu euro. Tiền vệ người Tây Ban Nha gốc Guinea sẽ nhận mức lương 500.000 euro một năm. Lần gần nhất Ulises Moriba gia hạn với Barcelona là tháng 4 năm 2019. Trước khi làm mới giao kèo với Barcelona, Ulises Moriba được cả Juventus, Man City và Chelsea theo đuổi. Theo tờ O Diario của Tây Ban Nha, ba lãnh đạo Real Madrid đang tìm kiếm một hậu vệ phải mới vào mùa hè này và Aaron Wan-Bissaka đang là mục tiêu ưu tiên của họ. Câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng chi tới 60 triệu bảng để thuyết phục Manchester United. Nếu đồng ý, Quỷ Đỏ sẽ thu lời 10 triệu bảng so với số tiền cách đây 2 năm mà họ đã bỏ ra cho Crystal Palace. Tổng biên tập Eduardo Inda của tờ O Diario tiết lộ Real Madrid đang tìm kiếm một hậu vệ phải, cho dù họ đang sở hữu Dani Carvajal. Nhưng cầu thủ này hay gặp chấn thương. Hai sự lựa chọn hàng đầu mà Real Madrid đang xem xét là Achraf Hakimi và Aaron Wan-Bissaka. Trong đó, ngôi sao người Anh là một hậu vệ cánh tuyệt vời. Rất tôn trọng Manchester United nhưng Pep Guardiola tin rằng đây là cơ hội để Manchester City tiếp tục gia tăng khoảng cách trong cuộc đua vô địch Premier League. Sợ hãi không phải là hai từ phù hợp để nói ra khi tôi tiếp cận bất kỳ đối thủ nào. Tôi luôn tôn trọng đối thủ, nhưng sẽ chỉ có hai khả năng, thua hoặc thắng. Tôi biết sức mạnh của Man United, chúng tôi chấp nhận thử thách và muốn có một trận đấu tốt để giành chiến thắng. Trong khi Man United liên tiếp vấp ngã với những kết quả thất vọng, thì Man City lại thăng hoa với mạch 21 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Nếu thắng tiếp Man United, khoảng cách giữa họ và nhóm bám đuổi sẽ là 17 điểm. Trên trang chủ, Bayern Munich thông báo Jamal Musiala đã đặt bút ký vào bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong đời cầu thủ, có thời hạn đến tháng 6 năm 2025, đồng thời sẽ nhận mức lương 5 triệu euro một mùa, chưa kể tiền thưởng. Đây được coi là thành công quá lớn với Bayern Munich bởi suốt thời gian qua, Musiala đã được rất nhiều câu lạc bộ lớn, nổi bật là Manchester City và Liverpool để mắt. Tài năng trẻ người Đức được quy hoạch là sự thay thế cho đội phó Thomas Müller, khi sở trường của anh cũng là một hậu công. Ra mắt Bayern từ mùa giải trước, Musiala trở thành vượt bậc ở mùa bóng năm nay với 26 lần ra sân trên mọi đối trường và có được 4 bàn thắng. Sau 2 sai lầm không thể cứu vãn ở trận chung kết Champions League 2018, vị trí của Loris Karius trong đội hình Liverpool bị lung lay dữ dội. Câu lạc bộ vùng Merseyside mạnh tay phá vỡ kỷ lục chủ nhiệm thế giới để đón Alisson Becker về từ Roma. Không chấp nhận dự bị cho Alisson, Karius lần lượt đầu quân cho Besiktas và Union Berlin thôi các bản hợp đồng cho mượn. Qua Sportbin, Loris Karius đang đẩy ngỏ khả năng tiếp tục ở lại quê hương thay vì trở về nước Anh. Tôi vẫn còn hợp đồng ở Liverpool năm 2022. Dù vậy, tất nhiên tôi có thể hình dung mình muốn ở lại Berlin nếu như mọi chuyện ổn thỏa. Tôi không chỉ ghé ngang qua nơi này, bản lĩnh của mọi người và tinh thần của đội bóng mang đến cho tôi sự tích cực. Tottenham Hotspur vẫn đang thực hiện công cuộc thanh lọc lực lượng và cải tạo đội hình dưới triều đại Mourinho. Đồng thời, Spurs cũng sẽ tiếp tục có thêm những sự bổ sung nhân sự hợp lý. Theo truyền thông châu Âu, hậu vệ Sven Botman hiện đang lọt vào mắt xanh của Mourinho và bộ phận tuyến trạch của Tottenham. Cầu thủ sinh năm 2000 cũng là mục tiêu chuyển nhượng của cả Liverpool và Inter. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết, Linh sẽ bán Sven Botman vào mùa hè 2021 và cơ hội cho Tottenham là rất lớn. Hiện tại, cầu thủ cao đến 1m93 này được định giá 22,5 triệu bảng. Đây cũng là một mức phí khá vừa miếng mà Spurs phải chi trả nếu như muốn sở hữu cầu thủ người Hà Lan.